Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đường Sách của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đọc về cuốn sách Marcel Gauthier, Tỷ phú liều ăn nhiều, của nhà xuất bản của nhà phát hành Ebook. Và hôm nay thì chúng ta đã đọc đến chương 2 của cuốn sách. Và trong video lần trước thì mình đã giới thiệu sơ qua một chút về chương 2. Nhưng mà cụ thể hôm nay thì chúng ta video lần trước thì mình đã giới thiệu về cái khi mà tác giả kể về giám đốc chủ tịch Son thì đã vượt qua thời kỳ con nhộng và đưa người kế nhiệm của chủ tịch Masayoshi Son là chính là bản thân ông Masayoshi Son 2.0. và lúc này thì ông biết rằng là SoftBank thì không sợ thay đổi, và sau đó thì vào năm 2018 thì có một cái bước ngoặt bằng trực cảm của tác giả của chủ tịch Son. Và cụ thể trong buổi review sách hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái thương vụ năm 2016. Đó là cái thương vụ thâu tóm cực kỳ quan trọng của tập đoàn SoftBank, và nó là chính là cái bước ngoặt và chính là cái phép tính cho năm 2018. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung chính trong cái phần, đó chính là phần tiểu mục nhỏ trong chương 2, đó chính là thương vụ thâu tóm của năm 2016 là phép tính cho năm 2018. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu những cái trang đầu tiên và cùng nhau review về những cái mục này nhé. Để nói cụ thể hơn về cái thương vụ năm 2016 của chủ tịch Son, đó chính là chủ tịch Masayoshi Son thì là một người thiên về não trái, và ông có hành động bằng tư duy trực giác là nhiều. Và với vai trò tham mưu của tác giả thì ông đã tư duy cho chủ tịch Son là hãy nên sử dụng cả não trái lẫn não phải để có thể là sinh ra một cái phương pháp, và phương pháp trừ hao. Và đây là một phương pháp cốt lõi trong những cái triết lý kinh doanh của chủ tịch Son. Và khi bắt đầu một dự án mới thì chủ tịch Son thường là sẽ thu thập đầy đủ các thông tin về dự án đó, và khi được hỏi về thu thập như thế nào thì ông có một câu trả lời luôn luôn, đó chính là chẳng phải có trung tâm tạp chí hay chính phủ sao. Và ông có một cách trả lời cực kỳ hóm hỉnh, đó chính là ông hay mua sách báo và sách trắng của những cái báo cáo về những cái trung tâm, những cái dự án mà ông sẽ sắp sửa đầu tư. Và khi đó thì chủ tịch Son đã đưa ra một cái công thức, đó một cái ý tưởng cực kỳ lớn, và cái công thức này nó là phương pháp trừ công thức, tức là các bạn có thể hình dung nó như chính là tầm nhìn tương lai thì sẽ trừ đi hiện tại, thì sẽ bằng những điều bạn cần phải làm. Cụ thể là đó chính là việc đầu tiên trong cái công thức này chính là thiết lập những cái nhiệm vụ, tầm nhìn, mục tiêu. Việc thứ hai là phân tích tình hình thực tại, và việc thứ ba là xem xét phương án giải quyết thay thế, và việc thứ tư là nên cái xây dựng một cái kế hoạch thực hiện cho những cái phương án vừa chúng ta vừa vẽ ra. Thì tất cả những cái này thì đấy đó chính là tôn chỉ của chủ tịch Son cho về sau này. Và khi mà ông thực hiện cái dự án sau năm 2018, ví dụ như dự án thâu tóm Vodafone, hay là xây dựng một cái kế, lúc đó thì ông đã xây dựng một cái kế hoạch cực kỳ hoành tráng và trừ đi những cái hiện tại, như mình vừa nói là cái công thức đó chính là tầm nhìn tương lai và trừ đi hiện tại thì sẽ ra những cái điều cần phải làm. Và sau khi mà chủ tịch Son kết luận rằng khi các bạn đã vẽ ra cái chiến lược cụ thể thì việc còn lại là các bạn cần phải thực hiện nó một cách chi tiết và cụ thể, và điều đầu tiên thì là kiên quyết. Và cái năm 2016 này thì cái cụ thể hơn một chút thì cái thương vụ thâu tóm và thương vụ thâu tóm công ty công nghệ ARM. Và việc thâu tóm ARM thì chủ tịch Son đã nói rằng là việc thâu tóm ARM là một bước đi quan trọng nhất để hướng tới cái thời đại là singularity, tức là thời đại mà chúng ta sẽ quạt thiên về trí tuệ nhân tạo, chúng ta thường hay biết đến đó chính là AI các bạn. Và chủ tịch Son đã nhận ra rằng là trí tuệ nhân tạo AI sẽ có thể là vượt qua cả trí tuệ con người, deep learning tức là cái máy học các bạn. Và những cái nó liên quan đến ví dụ như là ứng dụng để deep learning và trí tuệ nhân tạo ảo hay big data hay là các thiết bị về IoT, thì cái công ty ARM này có khả năng là tạo ra một cái con chip mà tích hợp được cái thiết bị của IoT vào trong vòng 20 năm tới, và ARM sẽ phủ khắp trái đất với khoảng 1.000 tỷ con chip như thế. Và chính vì lý do đó thì chủ tịch Son dường như là đã đi trước thời đại thẳng hai bước, và ông đã biết rằng là tập đoàn SoftBank thì cần bắt buộc phải thâu tóm bằng công ty ARM, thì đó chính là một cái bước quan trọng, cực kỳ quan trọng để hướng tới cái phương án đó chính là singularity mà như mình vừa nói. Và với cái việc mà SoftBank sẽ thu thập được cái big data dữ liệu của cái vạn vật trên thế giới thì đây chính là một trong những cái yếu tố kiên quyết để có thể là đưa tập đoàn SoftBank có cái mức doanh thu tăng nhảy vọt từ năm 2016 trong cái khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 để trở thành một trong những công ty, một trong tập đoàn lớn nhất thế giới. Và cái thương vụ thâu tóm ARM này thì đã được một cái nước cờ tính toán trước tận 7 nước các bạn ạ.